Tôi là Nguyễn Thị Hiền ở đội 1 xóm Tiến Thành, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình thì từ trước đến giờ là làm rất nhiều chè. Thế nay thì chè thì nó mắc bệnh, sâu bệnh rất nhiều, cho nên là có một cái chú ở công ty khẩu phần lâm dược đến của Việt Nam đến mang thuốc đến cái loại thuốc mà Isaki à? Isaki. Cho nên là gia đình phun cái loại thuốc này là thấy rất chi là có hiệu quả. Cho nên là trừ được dày xanh, cánh tơ, nhện đỏ, rồi là các loại sâu trên chè, cho nên là thấy hiệu quả kéo rất dài. Phun có khả năng này đến nửa tháng hay phun lại một lần mà chè rất xanh và tốt. Cho nên cái loại thuốc này gia đình chúng tôi dùng thấy có một hiệu quả rất chi là tốt, mà rất có chất lượng cao so với tất cả các loại thuốc khác. Cho nên là gia đình phun thấy cái loại thuốc này chè sạch, đẹp, chè xanh, mà làm ra sản phẩm rất chi là ngon. Thấy sâu phát hiện lộn lại rất chi là lâu dài mới có. Thế cho nên là gia đình chúng tôi là muốn công ty là sản xuất ra những cái loại thuốc này cho bà con là phun, để vì thấy kinh tế hiệu quả của nó rất chi là cao. Cho nên là rất chi muốn loại cái dùng, bởi vì dân ở đây bây giờ chúng tôi là đa số là dùng cái loại thuốc này rất chi là nhiều. Cho nên là thấy hiệu quả kinh tế của nó rất tốt so với cây chè sạch sâu. Cho nên là chúng tôi muốn là công ty ra những cái loại sản phẩm còn có thể là tốt hơn nữa để chúng tôi còn dùng như cái loại thuốc này.